Đây là hình ảnh những đầu bếp tại lễ hội tinh hoa gia vị Việt. Liên tục trong nhiều ngày, họ biểu diễn chế biến nhiều món ăn ngon. Trong đó đặc biệt dùng các loại gia vị của Việt Nam trên khắp các vùng miền để nấu ra những tô phở, bún mắm, thịt ướp chậm chéo. Hay mới lạ hơn như món cá nướng pa bỉnh tộp, một đặc sản vùng Tây Bắc. Những món ăn trên đa phần là đặc sắc trong ẩm thực của một số vùng miền. Ngoài sử dụng các loại gia vị như mắc khén, hạt dỗi, quế, hồi, thảo quả, tiêu, ớt, gừng, tỏi, hành, thì còn nhiều loại rau thơm khác để tăng hương vị, gia vị cho món ăn. Gia vị vùng Tây Bắc cũng như là vùng Tây Nguyên là những cái vùng cao có những gia vị đặc sản. Đặc biệt là vùng Tây Bắc có những gia vị như là mắc khén, hạt dỗi. Thì khi mà tôi thấy những gia vị này tôi rất là thích. Tại vì sao? Đây là những cái gia vị đặc biệt quý hiếm của Việt Nam chúng ta, tạo mùi thơm cho những cái món ăn như món nướng, món chiên, món xào. Ngoài ra thì những cái gia vị này còn có thể kết hợp để chúng ta làm những cái món hầm để tạo cái mùi hương. Cách nấu phở từ những cái loại gia vị thơm tự nhiên của Việt Nam như quế, hồi, thảo quả, đinh hương, gừng, hành tím. Trong cái thời gian mà Nghĩa hầm á, thì Nghĩa sẽ nêm vào một chút cái muối biển, muối hạt, muối biển nguyên chất tự nhiên và đường phèn cũng tự nhiên. Mình cho ra một cái món ăn nó hài hòa, nó vừa có món thơm nhẹ của các loại gia vị thơm của Việt Nam. Như món cá nướng ba bỉnh tộp, thơm ngon nhất phải làm chậm chéo chấm sao cho có đầy đủ vị từ gừng, tỏi, ớt, mắc khén, hạt dỗi, rau thơm, chút muối, ăn vào đến đầu lưỡi sẽ cảm nhận được đầy đủ hương vị của nó. Rất là thanh và ngon. Thì em nghĩ cái để có được cái vị này á, ngoài cái độ ngọt từ thịt và xương á, gia giảm thì cái gói gia vị nó rất là quan trọng. Gia vị mà gia vị cảm nhận là cái gia vị nó thảo mộc rất là tự nhiên. Cái nước nó rất là ngọt mà thanh, ngọt thanh và nó có vị thơm từ hồi và quế giữ được cái vị nó được. Nước rất là trong. Tuy là mình ở Sài Gòn nhưng mà các cái ẩm thực này nó có thể các vùng miền luôn. Rất là thích, rất là đẹp. Hôm nay thì cả gia đình cùng đi tham quan, cùng đi chơi. Tôi rất là biết ơn cái hoạt động này của cái chương trình mà gia vị Việt này. Thứ nhất là khi mà mình là những người con mà xa quê hương á, thì mình cảm nhận được những cái vị mà nó từ rất là lâu rồi. Ngậm cái viên đường đó là hình như là 30 năm tôi mới có được cảm giác đó. Khoai từ nè, thì cái vị này là ngày xưa là mẹ đã từng nấu cho mình ăn rồi, rất là ngon. Mùi bún mắm thì là ngày hôm qua mình đi đến thì nghe cái mùi, tức là mình đã từng đi ở những vị miền Tây đi, cái mùi sông nước, cái mùi nó nghe nó rất là đặc trưng. Mùi thơm của cái trái mơ ở Tây Bắc á, nó đặc biệt lắm, nó không có giống như những cái người mà ta bán hàng rong. Mình tiếp xúc với những gian hàng á, là mình thấy mình chạm được cảm xúc của những cái anh chị chủ. Với riêng các gia vị đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là mắm, nhiều khách tham quan không khỏi ngỡ ngàng trước phần giao lưu chia sẻ về chủ đề chấm và chan từ nhóm các đầu bếp, chủ nhà hàng, chủ cơ sở sản xuất mắm, chủ trang trại đến từ thành phố Cần Thơ. Nhiều món ăn được tẩm ướp từ nước mắm được nấu trực tiếp cho người dùng thưởng thức. Có sự xuất hiện của thương hiệu mắm Bà Giáo Khỏe Châu Đốc, năm số 5, mắm Khổng Tước Nguyên xứ Gò. Khi mà chấm và chan thì chúng tôi không có đi theo cái lối mòn xưa nay, mà chúng tôi sẽ có hơi cách tân một chút xíu. Để cái chuyện mà ăn món ăn rồi chấm rồi chan nó phổ cập hơn, nó đại chúng hơn. Và đặc biệt là có một cái loại nước sốt từ mắm mà người tiêu dùng có thể mua về rồi chế ra là có thể chấm được liền, hoặc là ướp với thịt với cá để nó có tăng cái hương vị lên. Thì tôi mang cái nước sốt mắm đã dùng của cái quán ăn của mình. Tôi đã chế sẵn, thì cái nước sốt này đó là dùng để tẩm ướp cho các cái loại thực phẩm, thí dụ như thịt heo, thịt bò, mà đặc biệt để minh chứng để giới thiệu cho bà con dùng thử, thì chúng tôi có làm cái món mà tạm gọi là xúc xích mắm, tức là mình tẩm ướp thịt heo mình đó để mình dồn vô từ cái nước sốt đó, mình có thể pha nước chấm để mình dùng, mình ăn các cái loại rau luộc hay là các cái món thịt luộc khác dùng để mình chấm với cái nước chấm này. Thưa quý vị và các bạn, từ những loại gia vị thô như trên, nhiều doanh nghiệp Việt hiện nay đã và đang đưa vào quy trình sản xuất, chế biến sâu thành nhiều loại gia vị, sản phẩm khác nhau. Sự tiện lợi của những sản phẩm trên, ngoài bao bì đẹp,
còn là những tiêu chuẩn, chất lượng mà doanh nghiệp đã có, nhất là sự tiện lợi cho người tiêu dùng, có thể dễ dàng mua trong các hệ thống siêu thị, chợ hay các kênh thương mại điện tử. Có thể nói trước nay nhiều người nghĩ những món ăn trên phải tìm mua các nguyên liệu cầu kỳ, không dễ có, thì giờ đây họ có thể mua được dễ dàng từ những doanh nghiệp Việt. Cầm trên tay gói gia vị nghệ và gói nấu phở, bà Nguyễn Thị Mai Hương, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh khá bất ngờ. Trước nay bà nghĩ nấu phở phải đi tìm nhiều loại gia vị, nguyên liệu khác nhau, nhưng giờ đây có thể mua gói nguyên liệu này về nấu, đủ dùng cho gia đình. Rất thiết thực với lại trong gia đình mình sử dụng hàng ngày mà nó đảm bảo chất lượng, mà nó như những cái bao bì nó nhỏ gọn nên này, nó rất tiện lợi cho mình sử dụng này. Mình không bị nhiều cái bao to lớn quá là nó khó, cái những cái nhỏ này là rất là tiện trong cái gian bếp nhà mình. Theo các doanh nghiệp cơ sở sản xuất tham gia lễ hội Tinh Hoa Gia Vị Việt, đa phần người tiêu dùng đều không khỏi ngỡ ngàng vì từ những gia vị vùng núi, cao nguyên hay đồng bằng đã được nâng tầm lên một bước cao hơn, cho vào bao bì đẹp, có chất lượng tốt, có tiêu chuẩn quốc tế, được kiểm soát từ vùng trồng tới nhà máy chế biến và ra thị trường. Cái gia vị Việt của người Việt mình thật sự rất là phong phú, nhưng mà hồi nào giờ mình chưa từng tổ chức những cái chương trình, những cái hội chợ thế này để nhiều người, đặc biệt người dân họ biết rằng là cái gia vị mình nó phong phú để mà phối hợp các món ăn, nó lẻ tẻ không. Thì hôm nay đi thì hết sức là ngàn, thì thật sự là các doanh nghiệp Việt Nam mình phát triển rất là nhiều. Vì bao bì về sản phẩm phải onic, nó hợp với xu thế thời đại. Thì khách hàng đến với gian hàng của Việt Pepper, họ nhận xét là gian hàng Việt Pepper là đa dạng các dòng sản phẩm, bao bì và nhãn mác rất là đẹp, phục vụ đúng yêu cầu của người tiêu dùng. Với lại kích thước những cái sản phẩm á, là những kích thước phù hợp với những gia đình, ví dụ như là có từ 2 đến 3 thành viên, hoặc là những gia đình sống độc thân. Họ là Việt Kiều, họ từ nước ngoài về, họ là những người du học sinh từ Nhật. Những sản phẩm như vậy mà ở trên nước ngoài chị thấy rất là nhiều, mà họ bán rất là cao, đắt hơn mình. Vậy tại sao hàng Việt Nam ta chưa phát triển, thì chị mong là có một ngày những cái sản phẩm gia vị của Việt Nam có thể vươn ra thế giới và có thể có trên quầy kệ của các siêu thị ở nước ngoài. Khách đều đông, với lại nếu mà đã ghé gian hàng của em là chắc chắn đã lựa chọn gian hàng của em về, chứ không có bạn nào, không có khách nào mà vô cửa hàng bên em mà lại ra về tay không. Mình tổ chức là nấu và mời khách dùng thử để trải nghiệm cái sản phẩm, thì về cơ bản thì mọi người cũng rất là thích thú với cả cái sản phẩm của bên mình vì cái sự tiện lợi cũng như cái hương vị của các món ăn. Đấy, trung bình một ngày thì cũng có 5-70 lượt khách. Với hơn 1.000 loại gia vị có mặt, lễ hội Tinh Hoa Gia Vị Việt được coi là một trong những chương trình duy nhất tập trung được nhiều loại gia vị tới thời điểm này, không chỉ tạo cho người dân thành phố một không gian chơi lễ, tìm hiểu, trải nghiệm nhiều loại gia vị từ khắp vùng miền, mà qua chương trình, người tiêu dùng cũng biết thêm những loại gia vị trên đã được chế biến công phu ra sao để họ yên tâm, tin tưởng đưa sản phẩm gia vị Việt hiện diện trên bàn ăn trong căn bếp mình.